Chào mừng mọi người đến với kênh tin tức nóng ngày hôm nay. Kính chúc cả nhà có một ngày thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui bên gia đình và bạn bè của mình. Sau đây là một số tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Ukraine bắt hai cựu quan chức vì vụ máy bay lớn nhất thế giới bị phá hủy. Cơ quan an ninh Ukraine thông báo bắt hai cựu quan chức hàng không vũ trụ liên quan vụ máy bay chở hàng lớn nhất thế giới bị phá hủy. Theo điều tra, trước thềm chiến dịch quân sự toàn diện của Nga, các quan chức hàng đầu tại công ty quốc phòng Antonov, nhà sản xuất máy bay, đã không cho phép lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine vào khu vực sân bay Hostomel để phòng thủ. Cơ quan an ninh nội địa Ukraine, SBU cho biết trong tuyên bố ngày 10 tháng 3, máy bay lớn nhất thế giới Antonov 225 đã bị phá hủy trong những ngày đầu Nga mở chiến dịch ở Ukraine tháng 2 năm 2022, khi đang đậu trong nhà chứa sân bay Hostomel gần thủ đô Kiev. Giao tranh ác liệt đã xảy ra khi Nga cố kiểm soát sân bay này để vận chuyển vũ khí đến Kiev. Theo SBU, vào tháng 1 và tháng 2, quan chức doanh nghiệp nhà nước Antonov đã ngăn quân đội Ukraine xây dựng các công sự phòng thủ trên sân bay và cấm họ ra vào. Một cựu phó tổng giám đốc Antonov hiện trốn tránh công lý, trong khi hai bị cáo khác, bao gồm cựu tổng giám đốc và người đứng đầu đơn vị an ninh hàng không, đã bị bắt. Họ phải đối mặt mức án lên tới 15 năm tù, nếu bị kết tội cản trở hoạt động hợp pháp của lực lượng vũ trang Ukraine. An-225 là vận tải cơ chiến lược do phòng thiết kế Antonov phát triển cuối thập niên 1980 nhằm phục vụ chương trình tàu vũ trụ Conthor Buran và hoạt động vận tải quy mô lớn của không quân Liên Xô. Chiếc đầu tiên và cũng là chiếc duy nhất được sản xuất mang biệt danh Rija, giấc mơ, cất cánh thử nghiệm năm 1988 và nằm trong biên chế Ukraine tới nay. Máy bay cao 18m và có sải cánh 88,4m, khối lượng rỗng 285 tấn và khối lượng cất cánh tối đa 640 tấn. Phi cơ được lắp 6 động cơ tùa pin phản lực D-18T với tổng sức đẩy gần 141 tấn. Khoang chứa hàng của máy bay dài 43m, rộng 6,4m và cao 4,4m, với thể tích lên tới 1.300 mét khối. Tháng 11 năm ngoái, các nhà sản xuất xác nhận bắt đầu dự án tái sản xuất Antonov An-225. Công ty Antonov ước tính họ sẽ cần hơn 532 triệu USD để đưa phương tiện cất cánh lần nữa. Ukraine nói Nga điều quân chính quy thế chỗ lính Wagner tại Bakhmut. Đại diện quân đội Ukraine cho biết Nga đang điều lực lượng chính quy tới thay các đơn vị Wagner đang tham gia tiến công thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk. Bakhmut vẫn là điểm nóng nhất trên toàn bộ chiến tuyến. Trong số 188 đợt tiến công trên hướng Bakhmut, 20 đợt nhằm vào thành phố, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy quân sự miền đông Ukraine, Serhii Chivatji ngày 10 tháng 3 cho biết. Theo ông Chivatji, lực lượng Nga đang điều quân chính quy thay thế các đơn vị của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner trong đợt tiến công thứ ba nhằm vào Bakhmut kể từ tháng 2 năm 2022. Điều này có thể do xung đột giữa lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin với các lãnh đạo quân đội Nga, ông Chivatji nói. Ông Chivatji cho biết trong đợt tiến công thứ nhất nhằm vào Bakhmut, Nga điều động quân nhân chuyên nghiệp cùng nhân sự liên quan Tổng cục An ninh Liên bang, FSB và Bộ Nội vụ. Các đơn vị Wagner tham gia đợt tiến công thứ hai vào Bakhmut và hứng chịu tổn thất nặng khi cố gắng phá vỡ hàng phòng thủ của Ukraine. Các đơn vị Wagner những tuần qua là một trong những mũi tiên phong của Nga trong chiến dịch tiến công thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk. Ông Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn Wagner, ngày 9 tháng 3 tuyên bố lực lượng của tập đoàn quân sự tư nhân kiểm soát hoàn toàn khu dân cư Yubovovasi, Levka, phía tây bắc thành phố Bakhmut. Lãnh đạo Wagner sau đó nói đường dây nóng giữa các đơn vị của tập đoàn với cơ quan quốc phòng Nga bị cắt sau những tranh cãi về đạn dược, song từ chối tiết lộ chi tiết các quan chức và chỉ huy liên quan do không muốn làm mất uy tín của họ. Chiến dịch tiến công Bakhmut là trận đánh kéo dài nhất của lực lượng Nga từ khi xung đột với Ukraine bùng phát. Đây được coi là đầu mối giao thông quan trọng tiếp tế cho các đơn vị Ukraine tại vùng Donbass. Kiểm soát Bakhmut cho phép quân đội Nga tạo bàn đạp để tiến công những thành phố quan trọng khác ở tỉnh Donetsk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các tướng lĩnh cao cấp hồi đầu tuần tuyên bố tăng viện cho lực lượng ở Bakhmut thay vì rút về vị trí phía tây thành phố. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng Ukraine ở lại phòng thủ Bakhmut thay vì rút lui có thể là dấu hiệu cho thấy Nga tổn thất nhiều hơn đối phương. Cả nhà hãy like, đăng ký và bật cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi kênh ra nội dung mới nhé. Những lượt thích, chia sẻ và đăng ký là động lực giúp kênh có nhiều video hay gửi đến cả nhà. Rào cản ngăn Mỹ lắp tên lửa tầm trung cho tiêm kích Ukraine. Trang bị tên lửa đối không AMRAAM cho tiêm kích Ukraine đòi hỏi nhiều chỉnh sửa phức tạp, trong khi máy bay khó tận dụng hết tính năng vũ khí. Ba quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên hôm 7 tháng 3 cho biết, giới chức nước này đang tìm hiểu liệu tên lửa đối không tầm trung AIM-120 AMRAAM, vốn được thiết kế cho tiêm kích phương Tây, có thể được triển khai trên chiến đấu cơ MiG-29 theo chuẩn Liên Xô của Ukraine hay không. Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu Mỹ cung cấp tên lửa không đối không cho phi đội tiêm kích Ukraine.
Trước đó, một số tiêm kích MiG-29 đã sử dụng tên lửa diệt radar AGM-88B HAM và bơm dẫn đường tăng tầm JDAMR, nhưng đây đều là những mẫu vũ khí tấn công mặt đất. Giới chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng, tích hợp tên lửa đối không AMRAAM lên tiêm kích MiG-29 là công việc khó khăn hơn nhiều so với những loại vũ khí đối đất trước đó. Không rõ tiêm kích Ukraine triển khai tên lửa AGM-88B và bơm JDAMR như thế nào, nhưng chúng đều có thể rời bệ phóng mà không cần nhiều thao tác, giúp loại bỏ nhiều rào cản kỹ thuật trong quá trình tích hợp lên MiG-29, chuyên gia quân sự Joseph Javitic viết trên chuyên trang Warzone. Nhưng tên lửa dẫn đường bằng radar như AMRAAM thì khác, nó đi kèm với hàng loạt thách thức mới về kỹ thuật. Vấn đề đầu tiên là tìm cách chỉnh sửa để những chiếc MiG-29 và Su-27 Ukraine khai hỏa được tên lửa AMRAAM. Hệ thống của Mỹ và Liên Xô khác nhau đến mức tên lửa không thể trao đổi thông tin với máy bay. Quá trình đánh giá đang ở giai đoạn tìm phương án lắp tên lửa lên máy bay, cũng như tìm cách kết nối các hệ thống của phi cơ với loại vũ khí không nằm trong thiết kế của nó, một quan chức quốc phòng Mỹ nói. Các kỹ thuật viên Mỹ cũng phải bảo đảm quả đạn có thể rời bệ phóng mà không va chạm với máy bay trong nhiều điều kiện khí động học khác nhau. Ngay cả khi tích hợp được AMRAAM lên máy bay, tầm hoạt động của radar đời cũ trên tiêm kích Ukraine cũng không đủ để tận dụng năng lực của tên lửa. Javitic nêu khó khăn tiếp theo. Nguyên lý hoạt động của AIM-120 AMRAAM là máy bay sẽ phát hiện mục tiêu bằng radar đối không và nạp dữ liệu vào quả đạn. Sau khi rời bệ, tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính để bay tới khu vực dự đoán có mục tiêu trước khi kích hoạt radar chủ động trên quả đạn để tìm kiếm và lao tới đích. Một số phiên bản AMRAAM trang bị đường truyền dữ liệu, cho phép máy bay liên tục cập nhật vị trí mục tiêu trong quá trình tiếp cận, tăng khả năng bám bắt ở giai đoạn bật radar chủ động. Đầu dò radar chủ động cho phép tên lửa ứng dụng cơ chế bắn và quên, giúp máy bay không cần liên tục khóa mục tiêu sau khi phóng đạn và thoát ly khỏi đòn bắn trả của đối phương. Tuy nhiên, điều này hạn chế đáng kể hiệu quả chiến đấu của AMRAAM ở tầm xa, khiến tỷ lệ diệt mục tiêu thấp hơn cả tên lửa dẫn đường, bằng radar bắn chủ động lạc hậu hơn. Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là không có tên lửa bắn và quên. Ngay cả khi sở hữu loại vũ khí này, radar của chúng tôi cũng không sở hữu tầm hoạt động như tiêm kích Nga, phi công Ukraine có biệt danh Yuz thừa nhận. Radar nguyên bản của tiêm kích MiG-29 là mẫu N019 với tầm phát hiện khoảng 80 km và bám bắt được mục tiêu ở khoảng cách 55-60 km. Thông số này chưa tận dụng hết tính năng tên lửa dẫn đường R-27R ra đời từ thời Liên Xô, vốn có tầm bắn khoảng 75 km. Trong khi đó, quân đội Nga từng cho biết tiêm kích Su-35S đã phát hiện và bắn hạ biên đội chiến đấu cơ Ukraine từ khoảng cách 200 km. Chưa rõ Mỹ đang nghiên cứu tích hợp phiên bản nào của dòng AIM-120 lên tiêm kích MiG-29 Ukraine. Biến thể AIM-120C5 xuất khẩu rộng rãi cho đồng minh của Mỹ có tầm bắn khoảng 105 km, trong khi mẫu AIM-120B trang bị trên hệ thống phòng không NASAMS đã chuyển cho Ukraine có tầm bắn 50 km nếu khai hỏa từ máy bay và 30 km khi phóng từ mặt đất. Một phương án được đề xuất là sử dụng dữ liệu mục tiêu từ cảm biến ngoài tiêm kích như radar của hệ thống NASAMS và Patriot để dẫn đường cho tên lửa AMRAAM. Tuy nhiên, phương án này khó trở thành hiện thực vì đòi hỏi nhiều chỉnh sửa trên hệ thống điện tử và thiết kế buồng lái của máy bay. Tính năng chia sẻ dữ liệu cũng chỉ được trang bị trên những mẫu AMRAAM tối tân, khiến Mỹ ngần ngại chuyển giao chúng cho Ukraine. Washington cũng có thể trang bị radar phương Tây cho tiêm kích MiG-29 của Kiev. Giải pháp này yêu cầu lắp đặt nhiều thiết bị trong buồng lái và thân máy bay, đồng thời mất nhiều thời gian triển khai. Tích hợp tên lửa đối không hiện đại lên tiêm kích đời cũ là quá trình rất lâu, tốn kém và phức tạp, phi công Yuz thừa nhận. Châu Âu khó thoát phụ thuộc quốc phòng Mỹ. Khi xung đột Ukraine nổ ra, các nước châu Âu đã cố gắng tăng cường năng lực quốc phòng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ. Chiến dịch Nga phát động ở Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022 được coi là hồi chuông cảnh tỉnh để châu Âu thay đổi quan điểm về an ninh quốc phòng của mình, sau nhiều thập kỷ liên tục cắt giảm chi tiêu quân sự, với niềm tin một cuộc xung đột quy mô lớn sẽ không còn nổ ra trên châu lục. Theo Mark Bookman, giám đốc trung tâm Stuart về châu Âu, Nga và Âu Á tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS, cuộc chiến kéo dài đã phơi bày những lỗ hổng đáng báo động về quốc phòng châu Âu. Lực lượng vũ trang các nước trong 20 qua không được đầu tư đầy đủ, chủ yếu các nhiệm vụ nhân đạo, chống nổi loạn và khủng bố ở các nơi xa xôi như Afghanistan. Điều này khiến quân đội châu Âu thiếu những điều kiện cần thiết cho một cuộc chiến quy mô lớn ở ngay trên châu lục. Sau những nỗ lực viện trợ quân sự liên tục cho Ukraine, hầu hết các nước châu Âu nhận ra rằng họ đều không dự trữ đủ đạn. Với tần suất khai hỏa như ở Ukraine, quân đội Đức chỉ đủ đạn pháo cho vài ngày chiến đấu. Khi Ukraine hối thúc phương Tây viện trợ xe tăng, châu Âu phát hiện lực lượng xe tăng của họ không đủ cả về số lượng và mức độ sẵn sàng chiến đấu. Đức đang biên chế 300 xe tăng Leopard 2, nhưng chỉ có 130 chiếc sẵn sàng hoạt động.
Tây Ban Nha cũng có hơn 300 chiếc Leopard, nhưng 1/3 số đó đang đắp chiếu hoặc hư hỏng. Lực lượng pháo binh khiêm tốn của châu Âu ngày càng cạn kiệt vì hỗ trợ Ukraine. Pháp đã gửi hơn 1/3 số pháo trong biên chế tới Ukraine, trong khi Đan Mạch dường như đã chuyển tất cả số khẩu pháo mình có đến chiến trường này. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid vào mùa hè năm ngoái, Liên minh đã tập trung thảo luận về mối đe dọa từ Nga và các yêu cầu của chiến tranh thông thường. NATO nhất trí mục tiêu xây dựng lực lượng phản ứng nhanh khoảng 300.000 người, tăng từ mức 40.000 hiện tại. Song giới chuyên gia cho rằng đây là mục tiêu quá tham vọng mà NATO khó có thể hoàn thành. Không ai nói rõ NATO làm cách nào để huy động được một lực lượng như vậy, bất mừng nói. Ngay cả các lãnh đạo châu Âu quyết tâm hỗ trợ Ukraine và tăng cường năng lực quốc phòng của chính họ, cũng không có đủ vũ khí, chuỗi cung ứng, năng lực sản xuất và mua sắm để đáp ứng nhu cầu của lực lượng phản ứng nhanh đó. Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu đã suy giảm năng lực nghiêm trọng sau hàng chục năm các nước duy trì mức chi tiêu thấp cho quốc phòng. Vấn đề lớn hơn với châu Âu là họ không có thị trường quốc phòng chung để đáp ứng nhu cầu an ninh của lục địa. Đó là lúc các nhà thầu quốc phòng Mỹ nhảy vào và hưởng lợi từ các hợp đồng vũ khí khắp châu Âu, lấn át hoạt động của công ty ở châu lục. Giới quan sát cho rằng đây là lý do Mỹ thường phản đối những nỗ lực của châu Âu nhằm tự lực về quốc phòng. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và các quan chức khác của chính quyền Donald Trump đã phản đối gay gắt kế hoạch thành lập Quỹ Quốc phòng châu Âu để phát triển các hệ thống vũ khí mới. Chính quyền Trump cũng tích cực vận động hành lang cho các công ty Mỹ có thể tiếp cận các quỹ của Liên minh châu Âu, EU. Chính sách tiếp cận thị trường vũ khí châu Âu vẫn được duy trì Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden. Trọng tâm chính của đối thoại an ninh Mỹ, EU gần đây đã hoàn tất thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận với ngân sách quốc phòng của EU nhiều hơn. Theo bất mừng, sự phản đối quyết liệt của Mỹ đã khiến một số thành viên EU ngần ngại tham gia các sáng kiến chung của khối, khiến hợp tác quốc phòng ngày càng suy giảm. Năm 2021, mức chi tập thể của EU cho mua sắm vũ khí chỉ chiếm 18% tổng ngân sách mua khí tài của các nước thành viên, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu 35% của EU về lĩnh vực này, theo cơ quan quốc phòng châu Âu. Kết quả là các nước châu Âu mạnh ai nấy mua và sử dụng các loại khí tài khác nhau, gây khó khăn cho phối hợp tác chiến. Điều này đã được thể hiện trong xung đột Ukraine. Các nước EU viện trợ cho Kyiv nhiều loại pháo khác nhau, mỗi loại một ít và có tiêu chuẩn bảo trì, bảo dưỡng riêng biệt, gây ra ác mộng hậu cần đối với quân đội Ukraine. Các nước châu Âu đang sử dụng 29 loại tàu khu trục khác nhau, 17 loại xe tăng hay thiết giáp chở quân và 20 loại tiêm kích. Trong khi đó, Mỹ đang biên chế 4 loại tàu khu trục, 1 loại xe tăng và 6 loại tiêm kích. Thực tế này tạo ra nhiều lỗ hổng của châu Âu trong các hoạt động phối hợp, đặc biệt là trong lĩnh vực vận tải, trinh sát, giám sát. Trong chiến dịch rút lực lượng quân sự của Mỹ và đồng minh ở Afghanistan năm 2021, các nước châu Âu đã phải dựa hoàn toàn vào Washington để sơ tán công dân về nước. NATO đã tìm giải pháp lấp khoảng trống năng lực cho châu Âu bằng cách trao trách nhiệm đảm bảo quốc phòng cho lục địa này vào tay Mỹ, đồng thời yêu cầu các nước EU chi cho quốc phòng nhiều hơn. Các nước châu Âu cũng không có xu hướng ưu tiên đầu tư vào các hệ thống giúp giảm phụ thuộc vào Mỹ. Thay vào đó, họ chú trọng mua hàng từ các công ty Mỹ để tăng cường quan hệ quốc phòng với Washington. Kết quả quân đội châu Âu càng phải phụ thuộc hơn vào Mỹ, ngay cả trong các nhiệm vụ quân sự cơ bản nhất, bất mừng cho hay. Xung đột Ukraine khiến vấn đề quốc phòng của châu Âu trở nên nan giải hơn. Sau khi gửi một lượng lớn thiết bị tới Ukraine, các thành viên EU cho rằng họ không đủ khả năng để chờ đợi các nhà sản xuất châu Âu bù đắp kho vũ khí. Do đó, họ tìm cách bổ sung nhanh chóng bằng cách tìm mua từ các nhà sản xuất bên ngoài, chủ yếu là từ Mỹ. Vấn đề là khi một quốc gia mua các hệ thống vũ khí lớn, họ sẽ phải gắn bó với dịch vụ bảo trì của nhà cung cấp đó trong nhiều thập kỷ. Bất mừng nói, để giảm bớt phụ thuộc vào Mỹ, Ủy ban châu Âu lên kế hoạch chi 530 triệu USD trong 2 năm tới nhằm khuyến khích các nước thành viên theo đuổi kế hoạch phát triển nền tảng công nghiệp quốc phòng riêng. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng với ngân sách hiện tại, chương trình này khó thay đổi nhanh chóng hành vi mua sắm vũ khí của các nước châu Âu. Các nước thành viên EU có thể phân bổ nhiều nguồn lực hơn cho quốc phòng trong thời gian tới, nhưng dường như không sẵn sàng chi quá nhiều tiền. EU đã dành 800 tỷ USD chống COVID-19, nhưng không sẵn sàng làm điều tương tự để đối phó với xung đột hiện tại. Thay vì coi xung đột Ukraine là cơ hội để thay đổi, các nước châu Âu lại ngày càng thiếu phối hợp nội bộ và tăng phụ thuộc quốc phòng vào Mỹ, theo bất mừng. Chừng nào châu Âu vẫn tiếp tục suy nghĩ, hành động và phân bổ ngân sách quốc phòng theo kiểu mạnh ai nấy làm, mà không có nỗ lực tập thể, họ sẽ khó có thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào Washington, chuyên gia này cảnh báo. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ video của kênh. Mọi người hãy giúp kênh bằng cách nhấn nút like, đăng ký, chia sẻ để giúp kênh có thêm động lực làm nhiều clip hay hơn nha. Trên đây là một vài video của kênh. Cả nhà hãy nhấp vào xem để ủng hộ cho kênh nhé. Tạm biệt cả nhà và hẹn cả nhà vào bản tin ngày mai. Tạm biệt cả nhà.